là cháy nhà hay là cháy công ty xí nghiệp, khói quá nhiều. Giờ cao điểm nữa đông người không? Tìm đường gần nhất và thuận lợi nhất để mà kịp thời chữa cháy các bạn ơi. Tại là cháy nãy giờ cũng 10-15 phút rồi, thật sự là nãy giờ rất là lâu. Nhiều. Nãy giờ là cháy cái thời gian rất là lâu rồi, có thể là cháy lan rồi đó. Mong là các cơ quan chức năng kịp thời để mà dập tắt cái ngọn lửa. Mấy cứu hỏa, mấy chữa cháy hôm qua mới lại làm việc, còn một bữa là cháy hoài. Hồi tháng 4 là cháy xưởng nhựa. Tiêu quá luôn rồi, ở đây vùng
qua mình hôm qua hôm kia vậy cho lưỡi da nó cũng mới làm nữa nè. Hiện tại khói rất là nhiều, ngồi khói quá trời khói rồi. Đây là ngay chân đường Lạng Long Quân nha các bạn, ngay chân Lạng Long Quân quận 11. Hiện tại thì lượng chức năng đang điều tiết giao thông để mà cho xe chữa cháy đang đến. Khói bớt rồi đó. Nãy giờ 4 xe rồi đó mà không bớt được thôi luôn. Hiện tại thì cái anh chữa cháy đang lấy nước để mà tiếp tục chữa cháy. Chơi cái nào không sao? Không hả?
giờ nó còn âm ỉ vậy, nó canh còn mấy tiếng nữa dập nữa đập nước cho nó không có. Đông để xem cái lực lượng chức năng chữa cháy. Rồi lại có thêm một xe chữa cháy nữa. Rồi không phải.